Đây nó máy phun thuốc của toàn là tấm phun thuốc 4 thì động cơ đi. Xăng 4 thì có trọng lượng tí nè, bình này có 11 kg bà con ơi, 1 kg thôi cũng được, chấp nhận được. Đây nó siêu luôn TU26. Anh 5 lít nha ba. Đổi mới trong vòng 30 ngày sử dụng nha. Không đa phải không? Bích su. Bích su. Tiêu 26. Đẹp rồi con ơi. Cái này có đóng lốc bích su luôn rồi con. Nó đóng là chuẩn bích su trong lốc luôn nè. Đây. Đóng bích su luôn nè, bích su bích si luôn nè. À, bích su bích si nè. Honda Mitsubishi nguyên bộ. Cái này bảo hành 1 năm nha bà con. Đây trọng lượng đây 25 lít. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ em bán giá rẻ nhất rồi, để tiết kiệm bớt rồi chi phí rồi anh em tự tính. Rồi. Nói chung vậy vẫn được, nếu em bán thêm trong ngày vẫn chuyển được mà. Mà để rút ngắn bớt rút chi phí đi, nhẹ bớt. Hai con hả anh? Để coi lại. Em coi có gì không, để em alo cho. Rồi rồi, anh lấy chưa? Rồi rồi, để em coi cái gì em alo cho. Rồi ok ok. Rồi rồi ok. Ê, mới sao mà giao được nha. Ông ba tên máy này đi phí.